Ngày 2 đêm 1 bắt đầu quay rồi. Sau 3 ngày 2 đêm chống giặt dẹo ở trung tâm văn hóa Sinh Bắc quay. Chúng ta lên phỏng vấn một em. Vâng, chào bạn tên là gì? Mà mình tên là Nguyễn Văn Hiền. Bạn năm nay đi, bạn đến đây để với mục đích làm gì? Chụp cưa bay đầu gấu. Mình đi dự đại hội giới trẻ với thế một à? Là một thành viên vâng. Của sinh động viên của Giáo Phận Bắc Ninh. Vâng, thì tôi xin lỗi vì tôi quá sợ bạn. Bạn cảm thấy con người và lối sống ở đây như thế nào thưa? Tôi thấy con người ở đây thì rất dễ gần và có thể là nột xác bất kỳ chỗ nào. Vâng. Nột xác ví dụ như điểm hình như bạn thấy ở chỗ nào? Ví dụ như là bảo tàng của thành phố Bắc Ninh. Cũng có bảo tàng ở thư viện của thành phố Bắc Ninh và một số vườn cây, bụi cây nào đó. Ví dụ điển hình như tôi là vừa hôm qua sang bụi cây đằng sau nhà bếp. Vâng. Tôi không ngờ bạn là một linh động viên là sao lại như thế? Bởi vì cái bi quá tình thế bi quá nên tôi phải ra đến kia, ra đến phòng vệ sinh thì xếp hàng năm đến 10 người thì làm sao mà đợi được? Không may nói mà ra cái thì ai mà sao mà quần áo đâu còn may? Đợi bạn lột xác 10 phút, Mỗi lần bạn lột xác khoảng trong bao nhiêu phút? Cái này thì tôi xin phép trả lời không khó, không trả lời. Mức độ nhiều ít. Hôm qua các em không ăn trứng thì mình phải đành phải ăn hộ, không là cũng tuổi rồi nên nó đau bụng quá mình đành phải đánh liều quá. Thế ra ở đây mới ngày thôi đã tiếp tục bạn cảnh nước bắt đầu. Bây giờ không phải là trung tâm sau 3 ngày 2 đêm sống ở trung tâm đột xuất của tôi tòa nhà kim lột xác đánh nhẹ thôi. Bắt đầu ở trung tâm lột xác có rất nhiều anh đã từng bị lột xác trong đó thì nói anh thức em chào anh em chào em rồi.